Alo 13, check mày. Ai khóc nỗi đau này. Khá lâu rồi mình mới quay trở lại kênh channel của Hezone để review. Và thật ra có lý do để mình không review trong thời gian gần đây. Và các bạn yên tâm, sắp tới sẽ có rất nhiều chương trình review, không chỉ các sản phẩm của Hezone mà có thể là các sản phẩm của brand Việt Nam khác hoặc các sản phẩm của brand nước ngoài. Không phải lo đâu. Ok, và lý do mình delay một thời gian khá dài không làm review đấy là đây. Đứa con thứ ba của Hezone drop online, giọt chi chá. Các bạn tìm thông tin trên fanpage rất là nhiều luôn. Ok, không để các bạn chờ lâu nữa, đi vào review thôi. Và hôm nay không có gì lạ hơn đấy là đứa con thứ ba của Hezone, đấy là Drop Online. Thì bởi vì một phần lý do mình biến mất gần đấy nó cũng liên quan đến việc mình phải test rất kỹ Drop Online cùng với nhận các phản hồi của các bạn trước hết. Sau đó thì mình mới trực tiếp đi vào review. Và không để các bạn chờ lâu nữa, trước hết là mình đi vào ngoại hình của Drop Online hay gọi là vỏ. Đây, ở mặt trước thì nó label Drop Online với hình gọc nước. Thật ra đây là một hình tinh thể. Và các bạn thấy đè lát cắt giữa việc thể lỏng hóa thể rắn ở đây. Đây là một cái cách chơi hình ảnh rất là tinh tế trên Hezone. Và cái thứ hai là khi nếu mà bạn mua theo một nhóm tầm tối thiểu là khoảng 3 người đi, thì các bạn thì thấy không, hình của Drop Online là tràn ra viền. Cho nên khi bạn mua đủ 3 sản phẩm và bạn xếp cạnh nhau thì nó sẽ là ra ngụ ý của Hezone. Và ở mặt sau thì đây là bảng nguyên liệu của Drop Online. Đối với Hezone ấy thì mọi sản phẩm làm ra đều hướng đến việc là bảo vệ tóc này và chăm sóc cho tóc tốt nhất, và cũng không phải ngoại lệ. Lần này thì Drop Online tích hợp trong này sẵn đấy là cả Biotin giúp làm cho tóc các bạn khỏe hơn, thì mình sẽ đi chi tiết vào phần sau. Ok, và thật ra Drop Online hay gọi là gọt chì chá mà như mình chơi chữ gần đây ấy, nó chỉ là tên biến thể của sản phẩm thôi. Và sản phẩm này thực chất tên đầy đủ của nó bạn này tìm thấy ở đây nhá, nó là Drop Online, nó là giọt sáng, tương tự với hình label ở đây thì bạn có thể nhìn thấy. Bây giờ mình bắt đầu đi vào việc mở hộp này ra nhá. Và vâng, đây là phần bên trong của Drop Online. À, các bạn thấy không, đây là mặt trước của sản phẩm nhá. Thì đây là một sản phẩm dạng freestyling, không phải là một sản phẩm wax như là The Patcher hay là Original Clay. Mà đây là một sản phẩm freestyling, đấy là hỗ trợ để tạo kiểu nhá. Đây là có bao gồm chống nhiệt, bởi vì bản chất nó có biotin mà. Và volume, texture, buff, hiểu nghĩa là sản phẩm này giúp bạn tóc bồng bềnh hơn và tăng tech. Cái này bạn có thể xem feedback ở trên Google của Hezone. Và đây là màu của Drop Online, các bạn thấy không, màu này rất giống cái gì đấy. Ok, tiếp theo về phần ingredient thì mình sẽ đi sâu một chút hơn khi nó đi vào phần bên trong hộp rồi. Đó là sản phẩm này vẫn như các sản phẩm The Patcher hay là Original Clay, luôn luôn bao gồm trong thành phần đấy là dầu argan oil. Dầu này không hề rẻ đấy các bạn. Jojoba oil, một loại dầu nó trung tính hơn một chút. Và đương nhiên nó bao gồm cả collagen, gọi là biotin đấy, sẽ nhập sẵn trong Drop Online. Và không phải các bạn chờ lâu đâu, bây giờ mình sẽ khám phá Drop Online lần này là Hezone đang mang đến điều gì. Thứ nhất mình sẽ đi nói về chất của Drop Online trước. Thấy không? Đây, bút bấm rất dễ. Nó là dạng gel nhé. Giống. Rất giống. Bạn thấy không? Vì nó là dạng gel lỏng nên là việc đánh tan sản phẩm là vô cùng dễ. Và nó sẽ không bị vón trên tay. Thấy không? Đánh tan cực kỳ dễ. Và vì nó có độ kết dính để tăng texture cho tóc của bạn ấy. Bạn nhìn đâu? Nó độ dính nhất định trong chất. Ok, và về mùi của sản phẩm mà. Lần này Hezone mang đến một mùi khá nam tính cho Drop Online. Đấy là mùi thiên về tông sô-cô-la, thêm một chút về gỗ và một chút về vani. Tông này được các anh em khá là thích thú vì nó khá là manly. Và bây giờ mình các bạn sẽ cùng xem hiệu năng của Drop Online nhé.
và các bạn đã cùng xem mình test hiệu năng của Pro Align này rồi mới có thể nhận xét một cách chi tiết hơn ở phần này. Đấy là thứ nhất, vì sản phẩm này có khá nhiều dầu dưỡng, đấy là argan oil, jojoba oil, đấy là collagen biotin, cho nên mình chủ đích để máy sấy rất gần tóc và sấy nhiệt độ cao để tóc có thể lên được volume, đây độ bồng của tóc này, và tăng khả năng tạo tết cho tóc, thấy không? Để nhận xét về hâu thì sản phẩm nó sẽ dừng ở mức medium hâu, nó không làm quá nặng tóc, cho nên đối với các bạn mà tóc ngắn nhé, rồi vì tóc mình khá là dài cho nên là với medium hâu thì tóc mình nó sẽ chỉ bồng bềnh thế này thôi. Nhưng đối với các bạn tóc ngắn, các short quip hay là modern pompadour thì chỉ với sản phẩm Pro Align thôi, các bạn thì dễ dàng tạo được form một cách vô cùng chuẩn chỉnh luôn rồi. Về mùi hương thì như mình thì thấy là tay mình bây giờ vẫn còn mùi hương của Pro Align nhé, và trên tóc khi mình xoay nhẹ nhàng qua thì mình vẫn ngửi thấy mùi thoang thoảng của Pro Align. Về tính năng lưu hương của Pro Align thì mình dùng sản phẩm Pro Align bắt đầu từ 8 giờ sáng và đến khi mình về nhà nó rơi tầm 7 giờ tối thì mình vẫn có thể cảm nhận được mùi hương của nó lưu trên tóc ở mức khá là gần, có nghĩa là chỉ mình xoay đầu nhẹ đầu thì nó chỉ còn mùi thoang thoảng trong không khí thôi. Và tính chất đặc biệt nhất của Pro Align đó là khả năng cân bằng khô các sản phẩm, và đặc biệt là các sản phẩm của nhà Hero nhé. Trên tay mình đây là sample của The Butcher phiên bản mới nhất mà mình update trên page mấy hôm gần đây. Bản mới nhất này đang được cải thiện hầu từ các bản trước, và thêm vào đó đấy là khả năng lưu ẩm nó tốt hơn các bản trước một chút. Các bản trước thì có thể các bạn thấy khi dùng mùa đông ấy nó khá là nhanh khô và nó tóc các bạn dễ rít hơn nhé. Nhưng mà The Butcher lần này sẽ không trải nghiệm được tương tự và nó cực kỳ cân bằng khi bạn dùng combo với Pro Align. A few moments later. Vậy là mình đã sử dụng xong combo Drop Online cùng The Butcher rồi. Các bạn thấy form tóc mình không? Texture lên cực kỳ rõ nét và form vùng đẹp luôn. Và các bạn không phải lo về việc The Butcher có thừa mùa hè không. Bạn thấy không? Mình quay clip vào hè và nó vẫn ổn. Cho nên là rất nhiều anh em nói với Hezone là em vừa là fan trung thành của anh ở trên fanpage, em vừa theo dõi mọi clip của Hezone, nhưng mà thế thì có khác gì các bạn bình thường mà chỉ theo dõi fanpage không? Ok, và đây chính là quyền lợi mà anh em nhận được khi là fan trung thành của cả fanpage và YouTube của Hezone. Đối với chương trình lần này thì Hezone xin giảm giá 15% nhé, giảm giá 15% cho Drop Online khi các anh em làm đủ các bước sau: một, like clip; bước hai, share clip ở trên wall cá nhân với chế độ công khai; và thứ ba, inbox ngay cho Hezone. Ok, vậy chỉ cần làm các bước đấy thôi, các bạn hoàn toàn được giảm giá 15% khi mua Drop Online và thông qua kênh của Hezone rồi. Vậy là clip lần này của Hezone đến đây là hết rồi, một sản phẩm thứ ba của Hezone đúng không? Và nếu các bạn thấy clip này hay và bổ ích, nhớ bấm like và share. Còn nếu các bạn đón chờ các clip tiếp theo của Hezone thì các bạn nhớ bấm subscribe ngay bây giờ nhé.